Sự kiện có khoảng 30 gian hàng trưng bày sách, báo, tư liệu, hình ảnh, các hoạt động đọc sách, cuộc thi về sách. Bên cạnh đó còn diễn ra hội thi xếp sách nghệ thuật, tọa đàm phát triển văn hóa đọc trong thời đại công nghệ số, giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm. Tại buổi khai mạc đã diễn ra hoạt động trao tặng 20 tủ sách khuyến học, đón nhận trên 2.500 bản gồm các loại sách thiếu nhi, kỹ năng giáo dục. Sự kiện diễn ra đến ngày thứ Bảy tuần này.